Quý vị, thời gian gần đây, tình trạng mạo danh các thương hiệu doanh nghiệp uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên các nền tảng mạng xã hội xảy ra khá phổ biến. Đối tượng giả mạo hoạt động có tổ chức khi lập ra hệ thống trang thông tin, trang mạng xã hội sử dụng thông tin của đơn vị doanh nghiệp, nhưng đã thay đổi thông tin cơ bản, số điện thoại, địa chỉ, con dấu và chữ ký giả. Sau khi nạn nhân điền thông tin cá nhân, đối tượng xấu sẽ thu thập điện thoại, danh tính, tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nạn nhân bất hợp pháp. Với sở thích mua nước hoa trên mạng, mặc dù đã có ý thức cảnh giác, nhưng thủ thuật của các đối tượng quá tinh vi. Khách hàng này đã không may sập bẫy lừa đảo của các đối tượng này. Click vào link thì mình được dẫn đến một cái website và cái website nó cũng rất là chuyên nghiệp. Đó là mình đã bấm và mình mua. Ngay sau đó mình thấy ở trên cái fanpage của chị KOL đó có một cái bài đính chính là mấy ngày nay mình không có bán một cái sản phẩm sale nào. Thì mình mới tá hỏa lên, mình bấm lại cái link mà mình mua hàng thì cái link đó nó đã bị mất rồi. Ở một trường hợp khác, doanh nghiệp này là đơn vị chuyên kinh doanh lữ hành, du lịch, vé máy bay. Thời gian gần đây, đơn vị liên tục bị các đối tượng mạo danh bằng nhiều hình thức như giả mạo website, fanpage để thực hiện các hành vi lừa đảo. Đã có những trường hợp nạn nhân bị lừa đảo lên đến 200 triệu đồng. Khách hàng nói rằng đặt phòng khách sạn với nhân viên của Best Buy, nhưng mà khi gần đến ngày đi thì khách hàng kiểm tra lại với khách sạn thì không có thông tin phòng như mình đã đặt. Ngay lập tức thì chúng tôi nhận được thông tin thì chúng tôi cũng rà soát lại và xác minh với khách hàng rằng là chúng tôi không có nhân viên như vậy. Mới đây nhất thì có những khách hàng của chúng tôi phản ánh rằng là có những đối tượng họ mạo danh Best Buy tuyển đại lý bán vé bay với mức chiết khấu rất là cao. Theo chuyên gia, những thủ thuật lừa đảo như trên không mới, nhưng cách tổ chức của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi. Điều đáng nói, với không gian mạng, lừa đảo có thể xuyên quốc gia và số tiền lừa đảo là rất lớn. Họ thu thập thông tin, họ điều tra thị trường, họ biết được là cái thương hiệu nào đang là hot, cái trend nào đang là hot, cái sản phẩm nào đang là hot. Họ biết được là cái sự tìm kiếm của người tiêu dùng đang đối với cái sản phẩm đưa thương hiệu đó, thì bắt đầu nó sẽ đưa ra những kịch bản làm sao giả mạo những thương hiệu đó liền. Vì mức độ hành vi và số lượng tiền chiếm đoạt mà có thể bị xử lý hình sự theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2013. Và mức hình phạt cao có thể lên đến 12-20 năm trung thân. Khi thực hiện trả tiền thanh toán thì cần phải có cái sự kiểm tra cái tổ chức đó địa chỉ rõ ràng hay không, họ có những người đại diện hay không, cái thời gian hoạt động của họ được bao lâu. Các cái tổ chức muốn ngăn ngừa được cái việc lừa đảo thì các tổ chức đó cần phải có bộ phận giám sát trên không gian mạng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai, không chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội hoặc các trang web có nghi ngờ. Đặc biệt, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các ứng dụng có quyền truy cập dữ liệu trên thiết bị. Trong trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ và kịp thời xử lý.